một câu chuyện hoàn toàn mới lạ, nói về những vấn đề nghiêng về tâm linh. Có thể bạn chưa biết thiên linh cái là gì. Đó là một loại bùa ngải. Đã có một giai đoạn, những con người đã đánh vào sự nhẹ dạ cả tin để mê muội những người xung quanh nhằm đem lại lợi ích cho mình. Trong đó, điển hình là Hai Tân, là nhân vật có thật, đã bị xử tử vì tội giết người trong quá trình luyện thiên linh cái. Tác giả đã kể lại câu chuyện này bằng văn học để nghiệm về cuộc đời. Khi con người ở cùng cực của sự đau khổ hoặc đẩy mình vào tận cùng ngõ tối của lòng tham, họ khiến mình si mê, ngu muội và tự huyễn hoặc mình với những thứ siêu linh không thật. Câu chuyện có những tình tiết đáng sợ đến ám ảnh, rùng mình, nhưng sự thật tàn độc của những kẻ luyện thiên linh cái là như thế. Mà con người vì hai chữ dị đoan, chỉ nhìn bề ngoài rồi tin, rồi chạy theo một cách không suy nghĩ để đem đến đau khổ cho người thân của mình và cả cho chính bản thân mình. Không cần hô hào chống lại mê tín dị đoan, tác giả dùng thuật tả của văn mình để phơi bày một sự thật phũ phàng và những hệ lụy đáng tiếc mà những ai đang và sẽ phải chịu đựng khi tâm hồn mình chạy theo những mong cầu không có thật. Điều đáng nói ở tác phẩm này, tuy độc giả khó tìm thấy tính nhân văn trong một câu chuyện toàn máu và ám ảnh, nhưng sự thật là tác giả đã nhân văn với cá nhân nhân vật Hai Tân của mình. Cho hắn một lý do để phạm tội, dẫu cho ngài phải đền trả lại. Thiên linh cái hoàn toàn không có nhân vật phản diện hay chính diện, mà chỉ là câu chuyện đấu tranh giữa tốt, xấu trong từ mỗi con người. Và nếu sa vào sai lầm thì do chính bản thân họ đã cùng với hoàn cảnh khiến sự yếu đuối của mình đưa mình đi. Đằng sau mỗi con người là một cuộc đời, một câu chuyện không chắc ai cũng biết. Nên đừng vội vàng lên tiếng đả kích ai khi bản thân chúng ta chưa bao giờ hoàn hảo. Hai Tân là một trong hai nhân vật liên quan đến truyền bá mê tín dị đoan làm tôi phải lưu tâm nhất ở thời kỳ làm báo. Hai Tân khiến tôi từng cảm thấy căm ghét vô cùng. Theo cách tôi tự nhắc nhở mình, không bao giờ được ngó lơ, mặc kệ những điều xấu trong xã hội khi còn cầm bút. Tôi đã đọc đi đọc lại về vụ án Hai Tân đến hàng trăm lần như để buộc mình phải nhớ. Ngoài kia có lắm kẻ lợi dụng lòng tin của người khác để làm lời, và bản thân mình không bao giờ được chùng bước, chùng bút. Để đến khi tôi bắt đầu đuổi theo chữ nghĩa ở nghiệp văn chương, tôi vẫn không thể nào thôi nổi ám ảnh về nhân vật này. Tôi trở lại viết về Hai Tân, như tôi từng lật lại vụ án đúng thời điểm Hai Tân bị xử tử để viết một bài báo khác, bằng một góc nhìn khác, trái tim đập những nhịp khác. Tôi tin con người, bất kể ai, làm gì, cũng có một nguyên nhân, một động cơ cả. Khi Hai Tân trở thành nhân vật văn học của tôi yêu hắn theo cách lạ lắm. Không thể thay đổi được kết cục, vì cho dù thế nào thì tội ác vẫn là tội ác và vẫn phải trả giá. Nhưng chí ít tôi muốn người khác nhìn thấy mặt con người của Hai Tân, cũng hỉ nộ, ái ố, cũng đau khổ, cũng dằn vặt. Tôi muốn gửi gắm đến độc giả của mình, những người luôn quan tâm ủng hộ tôi, những người đã luôn đồng cảm với tôi, rằng số phận nằm ở bàn tay.